Dạ, chiến đây thích là lễ chi đây, xin tư công hồi tình. Phu nhân đó. Dạ, chiến đây thầy có dặn, tứ công đừng nên suy nghĩ, uống chén thuốc này khiến tứ sẽ bình phục lại ngay. Dạ. Phải tịnh dưỡng đúng 100 ngày, người bảo đảm bệnh tình sẽ qua khỏi. Uống đi, uống đi phu quân. Phu nhân, ta thiếp đi đã mấy ngày rồi? Dạ, dạ đã 3 ngày. Dạ không, chỉ mới có 1 ngày. Phu nhân được giấu ta. Trời ơi, đã 3 ngày. 3 ngày quá, thay đổi biết bao nhiêu là tai họa. Qua tâm thức rũ màu tan, mà ngày qua dân chung sung hoang mang, rồi chạy mau sẽ đổ dân sẽ khổ, thế mà ta vẫn ngồi đây trơ gan chờ nước mắt. Tướng công, xin tướng công đừng nên nhắc thay đổi thì cuộc đời của đệ cũng phải đổi thay đi chứ.
việc nói thẳng. Được, ta nói thẳng. Về chết Tân Dương quả là một dịp may. Nào là công hầu, thành tướng sẽ nằm trong tay của đệ. Cầm miệng lại! Đại huynh, nếu đệ đây không nghĩ đến tình bằng hữu, thì nghĩa đệ huynh đành đoạn tuyệt kể từ đây. Người quân tử phải biết cân phân hơn thiệt. Đừng giải khờ mà ôm hai chữ ngu trung. Giống với Tân Dương sẽ xước quả vào thân. Bằng thờ mình chúa sẽ hưởng công hầu khanh tướng. Cầm miệng lại! Ta biết mi đến đây giả tâm làm du thuyết. Dùng đi ngọt lời ngon mong ta sẽ quy hàng. Trần thảo quyền mơ mộng diễn dòng. Đừng lấy mùi thơm lông lạc phụng giao này. Hướng lại cũng trong thôi. Bán lời thề xưa, về đi. Ta bảo người hãy về đi. Hiền đệ, ôi rõ lòng. Thiên đế, để cười gì thế? Đại huynh, quả Tân Dương con mắt nhìn người. Thư mật báo, ngầm cho ta dò xét, để xem ai là người chống lại Tân Dương. Hả? Nghĩa là? Nghĩa là, người đã biết trước nội gia tạo phản. Gào gan tay đấu bằng rượu thắng vì nhau đối ấm chỉ quyền quyền tâm nhớ càng đổi thay giờ này mới rõ lòng ai thế đạo lý dân dần trắng tỏa sáng mang lại.
tấm mắt họ tất cánh nở tương lai. Tinh hài dân tâm rồi sẽ có ngày, người giàu thế mà bảo tồn cho nương nương. À kìa, Hiền muội. Dạ, kính chào đại huynh. Kìa phu nhân, đây là chuyện quốc gia đại sự, tại sao chưa có lệnh của ta mà phu nhân lại... Dạ bẩm tướng công, bận làm bà là lo việc bề gia, nhưng xin cho tiếp phép đây được nói. Được, phu nhân cứ nói. Quốc gia suy vong, thất phu phụ trách, những hạng người này phải có trách nhiệm khi đất nước lâm nguy. Dù là phận nữ nhi, em nguyện gắng sức cùng chàng trừ bằng tập. Khí khái, thật vô cùng khí khái. Thôi, đại quân hãy về đi, em hứa sẽ giữ lời. Ừ, phu nhân, đây là chuyện quốc gia đại sự chứ không phải là chuyện đùa. Tại sao nàng lại dám hứa bậy hứa hẹn với đại quân ta? Ta hỏi, tìm làm sao người đàn bà? Hiền đệ, Hiền muội rất tin tưởng, chắc không đến nỗi nào đâu. Đại huynh, đừng quá vội tin vợ của đệ như vậy. Ta rất tin tưởng. Thôi, ta xin cứ việc, hẹn năm hôm sau sẽ gặp nhau nơi cổng thành Nam. Cứ việc, hẹn ngày gặp lại. Trời ơi, tai họa đã đến nơi rồi, đặt ba lại lắm chuyện mà. Tướng công, giờ quyết liệt đã đến rồi, thiếp xin chàng đừng phí sức. Đây, đây vé tâm, thiếp xin chàng dùng cạn để nung bầu nhiệt huyết mà đối mặt với kẻ thù. Muốn gì nữa mà út, những quốc gia đại sự nào phải là chuyện đùa. Giết đàn bà là phải tề giá nội trợ, cầm kỳ thi họa, tiêu thùa giả mai, đến đám dỗ loạt cúng ông bà ông dạy, thước ca ở ẩu, làm rắc rối thêm ra. Giờ để tìm đâu ra người đàn bà có thân phận. Lớn lắm, thiếp khuyên chàng dình cấu